Cháp 216, chuyển sinh thành cây liễu đột biến. Tại một nơi nào đó của châu Úc, ở căn cứ nơi vài chiếc máy bay quân sự đang tập trung lại với nhau, sát đến mức cánh quạt muốn chạm chiếc bên cạnh. Diện tích quân mỗi lúc càng thu hẹp hơn trước, có chỗ để đậu phương tiện đã là may. Gần đó là những hàng dài quân nhân chắp tay đằng sau lưng đứng chờ lệnh, vẻ mặt ai nấy căng thẳng xen lẫn hồi hộp. Tình hình hiện tại đáng lẽ phải nên chiến đấu kịch liệt thay vì tập hợp, nhưng lúc này khác hơn chiến tranh bình thường. Gã đội trưởng râu ria đứng trên kia nghiêm giọng phát biểu: "Những ngày qua, tất cả chúng ta đều chiến đấu trên tuyến đầu, tôi biết rằng ở đây, rất nhiều người đã mất đi người thân, bạn bè và cả người yêu. Tôi cũng giống như mọi người, con trai và con gái tôi đều đã hy sinh trên chiến trường chống lại Âu Sáng. Bởi vì người dân cần chúng ta, cho nên dù thế nào vẫn phải tiếp tục cố gắng." Đám lính nghe xong ai nấy mặt đều xám xịt nuốt chữ vào trong bụng. Tại các thành phố khác nhau vẫn còn rất nhiều người dân bị mắc kẹt, đang chờ đợi sự giải cứu của chúng ta. Mọi người có sẵn sàng cho nhiệm vụ tiếp theo không? Chỉ huy mà hỏi cấp dưới của mình có bằng lòng đi chiến đấu để chết hay không? Đó là một câu hỏi khó và tình cảnh rõ ràng đã không còn đường lui nữa rồi. Ông ta dõng dạc cho mọi người ở đây biết, mỗi nhiệm vụ tiếp theo đều sẽ không có cơ hội quay trở lại. Mọi người có sẵn sàng đánh đổi mạng sống của mình không? Đến như vậy mà không có chút nỗi sợ nào len lỏi vào ánh mắt của các anh lính. Mỗi một người trong số họ đều đồng thanh đầy nhiệt huyết. Đồng ý, ai cũng biết sau trận này có thể sẽ chết bằng sạch, quay lại thì có ý nghĩa gì. Một số người muốn bảo vệ phần người còn sót lại trong dòng họ của mình, muốn con người còn một tia hy vọng sống sót, cũng có người sục sôi đơn giản là muốn báo thù. Theo tiếng hô xuất phát, toàn bộ lên trực thăng phóng thẳng ra chiến trường chính, nơi có vô số dị thú há miệng ra chờ đợi họ và cũng có vô vàn dân thường đang thoi thóp. Khe nứt không gian bây giờ đã nhỏ hơn hẳn, ánh sáng của linh lực vẫn lấp lánh như thế, nhưng diện tích chiếu xuống bên dưới đã không còn bao nhiêu. Những vết nứt trên bầu trời mê vụ đại sơn là một trong những cái đầu tiên thu hẹp lại, nhìn giống một tấm màn mỏng được dệt từ linh lực. Ngu Tử Du liếc nhìn phần không gian đang dần tự kết dính lại, dù sao thời gian cũng liên tục trôi đi, hắn đoán thủy triều linh lực càng lúc sẽ càng loãng, xem ra chỉ còn khoảng một ngày là cùng. Một khi thủy triều kết thúc sẽ là lúc chiến tranh kết thúc, tranh thủ hút chút linh lực để bổ sung thêm được bao nhiêu hay bấy nhiêu nào. Hắn quẫy đám rễ cây ầm ầm trên mặt đất hấp thụ nốt đi. Mặc dù Ngu Tử Du ở đây rất xa, nhưng hắn có biết tình hình ngoài kia tạm thời chỉ mỗi chỗ mê vụ trông có vẻ tĩnh lặng. Từ khi cây liễu xuất hiện ở cuộc họp Liên Hợp Quốc, con người đã không có ngày nào bình yên. Thành phố châu Úc từng sầm uất bất giờ chỉ còn là đống đổ nát, đám hà mã chạy chậm lùng sục ở nơi này. Chúng nó mò ra một cái hầm có song sắt khá cứng đóng chặt, một cái lỗ lộ ra như bị thứ gì đó bẻ gãy một phần. Đây là cửa xuống một trạm tàu điện ngầm được đóng vội vàng. Khe hở không đủ cho một con hà mã chui vào, nhưng với cái hàm chắc khỏe có bẻ thêm vào chấn xong nữa cũng rất đơn giản. Đám người ở bên trong tàu điện ngầm nhìn ra đám tê giác hà mã đủ loại đã mò được xuống dưới các lối đi chờ tàu mà nín thở. Rõ ràng chúng nó đã lần mò theo mùi của con người mà xuống tận đây. Bọn họ đều lo lắng, nhưng không ai dám lộ diện, thầm thì cũng không dám, thầm nghĩ với bản thân, cửa tàu điện ngầm một khi đã bị đóng sẽ chắc chắn lắm. Miễn là con người không ra ngoài, bọn chúng nó sẽ không đi vào đây được đâu. Một con há mồm nhai răng khụt khịt mũi cứ như chó, nhờ vào tính biến dị trong sinh vật mà nó có thể đánh hơi được con mồi trong đoàn tàu điện ngầm tối đen không ánh đèn kia. Phút chốc từ một con, chúng nó liền đánh tín hiệu kéo nhau lại mỗi lúc mỗi nhiều. Bước chân dẫm uỳnh uỵch khiến đám nhân loại hốt hoảng hét lên. Bọn nó lại gần đây rồi, sự sợ hãi và hoảng loạn tràn ngập trong khoang tàu. Ban nãy chúng nó còn đánh hơi chứ giờ đã có thể chắc chắn có con mồi ở trong. Bèn húc đầu vào cánh cửa tàu, mới cú đầu tiên đã nghe răng rắc. Phần kính bắt đầu vỡ nứt ra rơi loảng xoảng xuống nền. Tay không tấc sắt, đám người ở trong tàu không biết làm sao ngoài túng tụng lại với nhau đầy cảnh giác. Ở giữa không cảnh đó là một ông anh tuổi trung niên đang ôm chặt đứa con gái trên đùi. Con bé nghe tiếng dị thú húc vào cửa, toàn thân run rẩy gọi cha ơi. Mà anh ta cũng chẳng biết phải làm sao ngoài ôm chặt con gái hơn nữa và chờ đợi như bao người ở đây, hướng ánh mắt căm hận ra bên ngoài. Húc vài cái mất kiên nhẫn, con tê giác nó nện cả thân hình vào cánh cửa tàu điện ngầm, nghe rầm một tiếng kinh khủng, khung kim loại hay kính cường lực cũng chia đôi hai ngả còn mỗi cái nịt thôi. Không được rồi, mọi người vắt chân lên cổ chạy véo ra khỏi nơi này, cố tìm lấy một cánh cửa khác để thoát thân. Tàu điện ngầm ít nhiều cũng có 10 toa, kiểu gì cũng phải chạy thoát từ một lối khác. Bất ngờ từ trong bóng đêm nhào ra cái miệng to lớn của dị thú chặn đường cùng tiếng giống kinh thiên động địa. Nhân loại dừng phát lại đầy kinh hoàng, một số trở thành miếng mồi, số còn lại trở thành đống thịt vụn dưới cân nặng khổng lồ của tê giác và hà mã. Những ai còn sống hỗn loạn xô đẩy nhau mà không chạy nổi, nằm gọn trong bộ nhá của bọn dị thú mà kêu la thống khổ. Con tàu điện ngầm đã chật, nay còn vì sự xuất hiện của bọn dị thú mà không có đường chạy thoát. Người ta đổ dồn về hướng còn lại chen chúc nhau. Ai đó la lên đừng chen lấn nữa nhưng chẳng ai nghe, lo cho tính mạng của mình là được rồi, ai rảnh mà quan tâm đến người khác có thoát nổi hay không chứ. Ông anh ban nãy ôm chặt con gái trong tay, cắn răng chạy theo đám đông chật như nêm. Dù không muốn nói ra bởi con gái đã quá sợ, nhưng gương mặt anh ta rõ ràng đã nói lên sự tuyệt vọng cùng với sự liều mạng. Tuyệt vọng vì không nghĩ mình có đường thoát ra khỏi đây, nhưng cũng sẵn sàng liều mạng vì cô con gái bé bỏng trên tay. Một cánh cửa toa trên đường chạy bị giật bung từ bên ngoài, từ đó nhào ra hai cái đầu thú dữ tợn trông như chó sói. Bọn này trông còn ghê gớm hơn cả hà mã ban nãy nữa, số lượng bảy đàn còn đông gấp mấy lần. Đám con người rú lên inh ỏi, đằng sau cũng có dị thú kìa.
phanh gấp lại rồi đổ dồn lên nhau tìm một đường nào đó thoát thân. Ai đó la lên, mau mau chạy về phía sau, nhưng phía sau lại là hướng bọn họ vừa chạy ra khỏi, nghĩa là cả hai đầu đều có dị thú. Chỉ có cách phá cửa ở giữa để ra nhưng tình cảnh quá sức hỗn loạn, mỗi người chạy một hướng trong không gian chật hẹp. Trời ơi, ai chạy ra ngoài được thì chạy đi, đừng có chen chúc với nhau nữa, kẻo tất cả đều bị nhốt ở đây mất. Đông như thế này nhìn kiểu gì cũng không ra có đường thoát, bọn họ như kiến trên chảo lửa cứ dẫm đạp lên nhau loạn xạ. Ông bố ông đứa con nghiến răng khó tin được, trước sau đều có dị thú, lần này cha con mình phải chết ở đây sao? Đã cố gắng đến thế rồi mà, cánh cửa kia bỗng vồ đến một bầy thú răng nhọn cắm phập vào bất kỳ kẻ nào gần mình. Đám người gào rú la om tỏi kêu cha gọi mẹ nhưng đều bất lực, ai xui thì chịu thôi, giờ còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Nhìn xuống đứa con gái đang nhắm chặt mắt không dám khóc, anh ta thầm chửi ghét thật, mình chết cũng không sao, ít nhất cũng phải để đứa trẻ này sống sót chứ. Đột nhiên có tiếng bằng bằng của hàng loạt súng đạn vang lên, tất cả đều là vũ khí hạng nặng đang được lên nòng với dồn hết hỏa lực nã tạch tạch vào đầu vào mõm của lũ dị thú. Chúng nó rú lên NS tiến lên không nổi dưới màn mưa bom bão đạn đang xã như hết sạch băng, dư ra được một hơi thở nào là con người ta bò lết chạy cho bằng được. Miễn không phải là những dị thú danh cao như Âu Sáng, vũ khí của con người liền có tác dụng. Bọn họ tung hỏa lực tung trời, đều bước tiến lại áp đảo dần đám dị thú, mở ra được một đường thoát cho dân thường. Bọn họ theo lệnh hộc tốc chạy ra, ai nấy đều cảm thấy trời xanh đang thấu cho nỗi đau của mình rồi. Cả trăm người lũ lượt chạy ra lối chờ tàu điện ngầm rồi ra lối vào còn lại của tàu điện ngầm, không một ai quay đầu lại nhìn cũng không rõ đã bao nhiêu lâu chưa được hít thở không khí ở trên kia. Sau khi rút hết toàn bộ dân thường cùng quân đội ra khỏi lối vào tàu điện ngầm, quân đội thả một khối bom đủ loại cột với nhau vào hét lên, ăn cái này đi bọn khốn. Tiếng nổ đù bốc lên một cột lửa khổng lồ, cả trạm tàu điện ngầm phút chốc banh càng, xa bần dội tung lên mấy chục mét, tạm thời hóa giải được mối nguy trước mắt. Kia rồi, một chiếc máy bay tư nhân được trưng dụng để chở người cứu hộ bay vù đến khu vực gần đó đã được quân đội dọn sẵn đường băng. Nước mắt trực rơi trên mặt đám người, cuối cùng cũng không cần phải chết ở đây rồi, chưa bao giờ thấy yêu nước như ngày hôm nay. Thoát được trận này nhất định phải đóng thuế đầy đủ. Bánh máy bay đáp xuống mặt đất tạm phẳng chứ không được như ý muốn cho lắm, dù sao thành phố này cũng đã đổ nát. Người ta xếp thành hàng, hai ba người cố gắng giữ trật tự mà lên máy bay, cơ hội sống ngay trước mắt rồi không cần phải hộc tốc giữ lấy mạng sống như ban nãy. Tiếng cảm ơn đất trời, cảm ơn ông bà tổ tiên vang lên lầm rầm trong đám người. Nào ngơ người mới lên được hơn một nửa, đã có quân đội chặn lại thông báo máy bay đã đến giới hạn rồi. Không thể lên thêm được nữa nếu không sẽ có rủi ro rớt máy bay mất. Một người bực tức sấn sổ hỏi, vậy chuyến máy bay tiếp theo là lúc nào? Không thể nào ra đến đây rồi bỏ họ lại chứ. Mặt anh lính tái đi hẳn, khi thông báo rất đáng tiếc đây là chuyến cuối cùng rồi. Sau khi máy bay cất cánh, chúng tôi sẽ thả bom cháy linh lực xuống các khu vực xung quanh thành phố để trì hoãn việc dị thú tấn công các thành phố khác. Không muốn là người thông báo tin này cho cư đam nhưng không còn cách nào khác, giọng anh ta nghe trầm thấp hẳn. Kết cục của việc không lên máy bay thoát được ở đây chính là những người không thể lên máy bay sẽ chết ở đây. Một người trung tuổi ôm mặt khóc nức nởm khi nhìn qua hai đứa trẻ mặt đồng phục cấp hêm trên người còn mang cặp sách. Rõ ràng vừa có hy vọng mà kết quả lên những đứa trẻ này sẽ phải làm sao đây, đám người ở bên ngoài lo lắng cho số phận mình, người khóc lóc thảm thương. Còn ở bên trong máy bay ai nấy đều dâng lên vẻ cảnh giác như kiểu đừng ai lôi được ta ra khỏi đây. Ông bố lúc nãy ôm chặt đứa con mình hơn nữa, lẩm nhẩm cho con gái nghe. Không sao đâu, chúng ta lên máy bay rồi. Trong giọng nói của ông ta nghe rõ sự run rẩy. Ba đã mất mẹ rồi không thể mất thêm con được nữa. Hướng ánh mắt ra ngoài, ông ta lại chạm ngay ánh mắt của người mẹ đang ôm chặt đứa con mới sinh của mình chưa được bao lâu. Chị ta không làm ồn, nhưng ánh mắt lộ rõ sợ hãi sự thật mình sắp bị bỏ lại, khiến bất kỳ ai bịn dịn cũng không chịu nổi, ông anh này cũng thế. Anh ta đã chọn cách quay mặt tránh đi không thấy không nghe cũng không biết gì cả, để tránh cơn tội lỗi dâng tràn trong lòng. Đứa con gái của ông ta cũng ôm chặt cha mình không nói lời nào cả, học cách làm thinh. Vậy mà một ông lão ngồi cạnh họ đột ngột lên tiếng, tôi sẽ không đi đâu. Ánh mắt ông ta trông giáo hoảng, có vẻ cũng đã nhìn thấy người mẹ trẻ ôm đứa con. Đúng thật là vậy rồi, ông ta nhìn thẳng chị ta, bảo vị trí của tôi sẽ được nhường lại cho đứa trẻ này. Mà bà mẹ trẻ long ánh mắt không tin được mình và con được trao cơ hội sống sót, không ai nói nổi lời nào. Bỗng chốc xung quanh chỉ còn lại sự im lặng của rối bời. Bước xuống máy bay, ông chú nhìn cô ta cùng đứa con thỏ thẻ rằng, tôi đã sống rất lâu rồi, nó có tư cách lên máy bay hơn tôi. Đứa trẻ con ngủ ngoan trong vòng tay mẹ nó dù cho ngoài kia có gào thét giành giật giữa sự sống và cái chết như thế nào, cũng có cơ hội được một lần mở mắt ra nhìn cuộc đời. Đã kết thúc tập 216 của bộ truyện tranh Chuyển Sinh Thành Cây Liễu Đột Biến rồi. Các đạo hữu sư huynh sư tỷ đừng quên cho tiểu muội một like, một subscribe kênh hoặc để lại bình luận bên dưới. Tiểu muội sẽ rất vui và xem đó là động lực giúp tiểu muội ra thêm nhiều video hơn nữa. Và các đạo hữu sư huynh sư tỷ nhớ ấn vào cái chuông để nhận thông báo video mới nhất được đăng trên kênh Nông Dân Mê Chuyện của tiểu muội nhé. Cảm ơn cả nhà, bye bye và hẹn gặp lại.